Đấy, xin chào các bạn, hôm nay mình với Hà với chú Hưng lên bắt cái tuồng các bạn ạ. Có đấy đây, cái này cành nào ấy. Hôm nay nó ở cái cây tre gai này nên là quần áo chưa mặc. Còn đó, cái nào ấy? Sáng đến giờ đào chặt cái chỗ này ra đây à? Cái đấy à? Có lên được nữa không đấy? Có trèo được nữa không? Nếu trèo được trèo lên lấy bắt thôi. Bắt ở trên kia? Làm sao nó lên được? Gai thì nhiều. Cho các bạn xem tổ ong nha các bạn nhé. Ở tên trên kia chưa nghe nó phải ở. Thế cái đen đen kia là cái gì đấy? Không phải kia tổ gì. Chúng nó vậy. Rác này nè. Làm sao đi được? Đi sợ nó rách quần áo ấy, sợ nguy hiểm cho mình thôi. Em nghĩ thế đấy. Lại chui vào một con thì thấy phát. Nó ở cây nào đấy? Nó ở cái cây kìa, cây to ở bên tay phải anh Hà. Cây này thôi cái gì? Đấy mày kéo gốc nó xuống. Hai. Kéo đây, xuống đây tao với Hưng kéo cùng. Nó ở cây này cái gì? Ờ. Cây to ấy, cây dài, cây dài. Chặt ra rồi nó ngã xuống ruộng ấy bạn. Cây thẳng ấy kìa. Đổ xuống ruộng ấy. Cây thẳng lên kìa. Cây thẳng lên ấy. Cây để đằng sau cái cây măng non ấy. Cây này cũng chặt đi ha. Ôi trời, cây này nhỏ để làm. Ừ đấy. À. Đây. Cái Hà bảo là trèo lên lấy được bạn ạ. À, trèo lên trên kia lấy thôi. Trèo được Hà? Hà? Trèo tới tổ nó á? Đùa à? Có túi này thôi. Túi quần áo này. Được không? Cái này trèo khó lắm. Có gai thì thế xuống đi, xuống lấy đi. Trèo lên được tần ế tần tổ của nó á. À, đang ở trên kia. Hả? Ờ. Hán đang bảo là mình đừng có treo nữa. Thì mình có treo được đâu. Đây tuần gai này. Đó, hàng chặt đi, vừa nãy không chặt hết. Tuần gai này. Gai thì nguy hiểm lắm, quần áo này. Từ từ nhá, cẩn thận nhá. Chặt cây tre hay khó các bạn ạ. Nó hình như đổ về bên này hay sao đúng không? Đổ về bên đằng ao đúng không? Đổ bên nào cũng được á? Bên kia nó vướng nhiều hơn chứ. Đổ về bên suối nó hay hơn, đỡ hơn. Ong không xuống không? Cây này chặt khó thế. Có số được không Hà ơi? Cây gai này nó nhiều gai quá lên nó khó mà chặt nó cũng khó. Cái cành bé của nó bám vào nhau ấy. Nó thành như kiểu mà nó tan vào nhau, kéo nó xuống nó hơi khó. Nó không như kiểu tre kia. Tre kia thì chặt nó dễ hơn. Ong nó bắt đầu xuống các bạn ạ. Bắt đầu. Có thấy dao đâu. Hà ném dao xuống là mình nghe cạch một phát mà chẳng thấy nó ở chỗ nào. Chắc vào bụi rồi. Ong nó xuống mấy con thôi. Còn không tấn công. Tấn kiếc gì. Ông Hà ông mang xuống rồi. Từ từ, từ từ, đợi tí. Sao? Nóng à? Còn mình chạy toát hết mồ hôi rồi. Chẳng thấy nó xuống xiếc gì. Ông này chán đời. Ở đó? Ừ, xuống có mấy con.
Ôi trời, té phết nha. Mình dùng ác chứ. Từ nha. Để từ từ đừng chú. Đái vào mắt à? Bà này được các bạn. Rồi, tổ ong đây. Mang cái túi ra đây một tí đấy, để tao bẻ cái này ra đó. To đấy. Bẻ này ra tí, con ong nó không ấy, nó không chui ra lên nhà. Hả? Bẻ này ra đã không à, con ong nó nằm ở trong này này. Về đến nhà giờ đấy nằm trong này nữa. Xem nào, đốt chưa em ơi, đốt chưa? Ôi mình bẻ cái này ra rồi. Đây. Hà ơi. Hà ơi. Dao đôi. Mang mang đây cho tao đi. Chặt đi, có ong nhiều lắm. Đây mà. Ơi. Sao nào. Đấy. Đậu ở trên con này không đốt, cho con non. Đấy bạn này, mình phải bẻ nó ra từng ngáp một, không là nó bám ở cái tổ này, nó về nhà là đốt ngay. Đấy. Úi trời, sáp này toàn ấy thế nhỉ, sáp mỏng thế nhỉ. Mà ô sai ấy ấy lắm, mẩy lắm. 4 tầng thôi, 4-5 tầng cả tầng trên cùng thôi, nó mẩy lắm. Cái này nó mà trèo dế thì mình để một sáp lên, mà không trèo dế thôi bắt hết nó gần nhà. Đập khó lắm. Đấy. Ừ. 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 Mình... Bốn sáp to nhỉ bác nhỉ, to vật vã nhiều nhũng.